Họp mặt một nhóm người cùng chung mục đích nào đó là điều mà hiến pháp cho phép. Tuy nhiên, trong thể chế hiện nay, vấn đề họp mặt nếu không phải trong các dịp hội hè, hoàng hôn, tang tế, đều nằm trong sự theo dõi của an ninh, đặc biệt nếu những người tham dự được chú ý một cách khác thường. Hơn 20 người tổ chức gặp nhau tại khách sạn Hera Palace vào ngày 9 tháng 10 vừa qua đã bị đàn áp mạnh mẽ hơn mọi lần, cho thấy chính quyền thành phố Vũng Tàu không còn tôn trọng quyền con người của từng cá nhân, ngay cả khi họ không có bất cứ một hành vi phạm pháp nào mà chỉ sử dụng quyền mà hiến pháp dành cho họ. Vấn đề được mang ra bàn thảo trong buổi gặp gỡ, gói ghém trong xã hội dân sự, một chủ đề hoàn toàn vô hại tới an ninh trật tự mà công an thường trưng dẫn để truy tố những người họ không thể kềm chế hay kiểm soát. Công an và an ninh thành phố Vũng Tàu tỏ ra nhạy bén trong khi giải tán họ và lý do đưa ra là họp mặt không có giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin. Bà Ngô Thị Hồng Lâm, một trong những người bị bắt khi vô tình đi ngang qua và tham dự buổi họp, kể lại. Em nó có đưa lên, nó căng lên cái băng rôn là tuổi trẻ với xã hội dân sự. Thế thôi, rồi bắt đầu là em định nó vào về giới thiệu cái buổi đó với tính chất là buổi nói chuyện về luật thôi. Thế em đang nói đến đó thì an ninh họ mới đẩy cửa họ vào. Và họ cho, trong đó là có ông chủ nhiệm, ông chủ của khách sạn đó, ông vào. Ông vào thì ông yêu cầu là ngưng lại. Sau đó thì cảnh sát cơ động đi tới đi lui bên ngoài hè nhiều lắm. Rồi họ bắt đầu họ chụp từng người. Họ vào thì họ yêu cầu tất cả những người trong phòng, trong đó có tôi, tự giác là đi ra xe, chứ còn không thì họ sẽ cưỡng chế. Ba bốn người đã quạt tay ông Lê Công Định ra đằng sau, khiêng ông lên trên trên xe á. Rồi sau nữa là họ còn chia nhỏ mọi người ra, rồi mỗi người đi về một nơi. Tôi với lại một cô bé nữa thì họ đưa hai người công an phường 8 Vũng Tàu á. Cô Trang Nhung, một người từng phản ứng dữ dội khi bị an ninh sách nhiễu trước đây, khi cô tự ứng cử quốc hội, có mặt và bị bắt tại Vũng Tàu. Trang Nhung kể lại việc cô và Thúy Quỳnh bị giam giữ. Khi chúng dẫn mọi người về đồn công an thì chúng để tôi và Quỳnh ngồi không một lúc rất lâu. Sau đấy thì chúng cử một số người từ đâu đến để làm việc. Chúng tách hai người ra làm việc tại hai phòng khác nhau. Thì với tôi thì chúng hỏi, chúng khám xét đồ đạc. Có điều là với Quỳnh thì Quỳnh đã phản kháng khá là mạnh mẽ, cho nên là cô ấy đã bị chúng đánh đập. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ phòng tôi á, và có cả tiếng tranh cãi giữa hai bên. Đấy, và sau đấy thì có lẽ là Quỳnh đã khóc. Thúy Quỳnh cùng chung với bà Mùi Binh Hằng với tội danh gây rối trật tự công cộng tại Lấp Vò, Đồng Tháp, vừa ra khỏi trại giam Z30D không lâu, có mặt và bị bắt tại Vũng Tàu, kể lại với chúng tôi. Cái người an ninh tên Đỗ Thuận, người phụ nữ đó, đã tái vào mặt tôi hai cái. Và tôi mới đừng dậy, tôi đứng lên, tôi nói, mày làm con côn đồ, mày dám đánh người dân ngay tại công an phường. Các người là những người mặc đồ sắc phục công an, ở ngay trong cái đồn công an này, đang bảo kê cho những tên côn đồ. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nạn nhân của một quyết định sai trái của ngành giáo dục trước đây, khi Bộ Giáo dục sa thải cô vì tội khuyên học sinh nên tìm hiểu thêm trên Internet những vấn đề liên quan tới văn học Việt Nam. Cô bị bắt tại Vũng Tàu cùng với con trai, bị tịch thu điện thoại, phá hỏng bằng cách ngâm chúng vào nước. Sau đó an ninh chở cô và con trai còn rất nhỏ, bỏ xuống một nơi hoang vắng trong đêm tối. Trước khi bỏ đi, an ninh còn nói là họ không cho phép cô trú ngụ tại bất cứ khách sạn nào tại Vũng Tàu, mặc dù cô là một công dân Việt Nam với đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Khoảng độ 11 giờ thì họ thả tôi cùng với một chị và hai bạn nam nữa đến một, cũng giống như kịch bản của các bạn công đoàn, là đến một cái đường rất là vắng. Khi đưa chúng tôi về thì họ nói rất là ngọt và bảo là chúng tôi sẽ đưa các anh chị về lại Sài Gòn. Bây giờ chúng tôi trục xuất các anh chị và các anh chị không được ở lại bất kỳ cái nhà nghỉ hay khách sạn nào trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thúy Quỳnh cũng được cảnh cáo là không được tới Vũng Tàu, nếu không sẽ bị giết. Sau khi cô bị chính viên an ninh tên Xuân, tự xưng là trưởng ban an ninh của thành phố Vũng Tàu, hăm dọa, đánh đập và bỏ cô xuống một nơi hoang vắng như những người khác, Thúy Quỳnh kể lại. Và lúc đó thì nó mới chở tất cả mọi người đi ra cái một cái đồng trống gì đó, không nhà cửa, không người qua lại, cái gì không đèn đường. Họ mới giục chúng tôi xuống, tôi nói là bây giờ trả chứng minh nhân dân cho tôi mới đi xuống.
còn không thì tôi không xuống. Thì tôi bảo tụi nó mới đánh, tụi nó mới kéo và quăng tôi xuống dưới sát bờ sông luôn. Thì chị Hồng Lâm, chị mới cản lại, chị nói là thích đàn ông, bốn người đánh một người phụ nữ với một bà già. Xong rồi tụi nó mới ngưng. Và cái người tên Xuân tự xưng là đội trưởng đội an ninh nói là chúng tôi không hoan nghênh các chị tới thành phố Vũng Tàu của chúng tôi. Nếu như các chị vẫn còn tới thành phố Vũng Tàu của tôi, chúng tôi sẽ giết các người chị. Trang Nhung nhận xét sự việc xảy ra và cô đưa những lời khuyên hội nhóm khác cho những lần tổ chức tương tự sắp tới. Tôi thấy qua sự việc này có thể rút ra được một số điều như sau. Đó là ứng xử của an ninh họ càng ngày càng thô bạo. Cá nhân hay là các hội nhóm muốn tổ chức những sự kiện như thế này cần phải có một sự chuẩn bị hơn nữa. Thứ nhất là về làm sao mà thông tin không bị lộ ra. Và thứ hai đó là về địa điểm tổ chức cần phải kín đáo mà không thể là những nơi phụ thuộc vào nơi tổ chức được. Thứ ba đó là về cái khâu chuẩn bị khác, ví dụ như là về mặt pháp lý thì cần phải có sẵn những người có thể hỗ trợ pháp lý khi cần thiết. Có thể cần có sẵn những cái mối liên lạc đó, để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Và thành ra tôi nghĩ trong những sự kiện khác, tôi hy vọng là mọi người sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cho tới giờ này, trên trang mạng Facebook vẫn chưa ngớt những ý kiến về vụ công an Vũng Tàu bắt, đánh, bỏ rơi những phụ nữ này, trong lúc họ không có một vi phạm cụ thể nào. Hàng trăm comment cho rằng cách hành xử tùy tiện và trái pháp luật, kể cả ngăn cấm không cho họ tới Vũng Tàu, là lạm quyền và coi thường dư luận. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, các cơ quan truyền thông trong nước đã đưa bản thông báo về tổ chức khủng bố Việt Tân của Bộ Công an. Theo đó, khẳng định căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành các hoạt động khủng bố. Đồng thời, thông báo nói trên cũng khuyến cáo người dân rằng người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo nhận tài trợ của Việt Tân, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thấy rằng từ lâu nay, nhà nước Việt Nam vẫn cáo buộc tổ chức Việt Tân đứng đằng sau các vụ biểu tình kích động người dân biểu tình chống phá. Theo ông, sự xuất hiện của thông báo này của Bộ Công an có lẽ có liên quan đến các vấn đề khởi kiện cũng như biểu tình phản đối Formosa vừa qua của giáo dân khu vực Nghệ An Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ông nói với chúng tôi. Cái việc mà quy chụp một ai đó có tội hay không có tội hay là như thế nào, Bộ Công an thì quả thật là một điều sai trái. Bởi vì nếu theo pháp lý của Việt Nam, khi người ta có tội khi nào, sẽ đưa ra tòa án và xét xử, và khi đó thông qua một phiên tòa, khi đó người ta mới xét khẳng định được đó là cái người có tội. Khi mà người ta chưa có tội hay là mới bắt đầu thấy hiện tượng mà người ta đã quy tội, đó là cái chuyện bình thường ở Việt Nam. Chúng ta thấy cái sự sai trái, cái sự thiếu minh bạch hay là không có cơ sở pháp lý của Công an, không thể hiểu được người ta đang muốn làm cái điều gì. Một giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tham gia biểu tình chống Formosa ngày 2 tháng 10 năm 2016, bày tỏ sự ngạc nhiên trước bản thông báo của Bộ Công an và khẳng định. Theo khi Bộ Công an ra là nữa, Việt Tân là một cái tổ chức phản động. Tân là cái gì? Cái đảng gì? Tân là đảng gì? Tôi không biết cái đảng Việt Tân là cái gì. Thứ nhất, điều thứ hai, các cuộc biểu tình không có một ai cứu được vào đời. Vì chúng tôi là cái người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Formosa tạo ra, nhà nước không đảm bảo các quyền sở như chúng tôi thì bây giờ thì chúng tôi phải đứng lên để đòi hỏi, và chúng tôi không có một ai xúi dục và cũng không có một ai đứng ra để chúng tôi xúi dục chúng tôi hết. Đánh giá về việc ra thông báo của Bộ Công an, từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nhận xét. Cái việc của Bộ Công an ra một thông báo để mà kết luận rằng là đó là một người tham gia hoặc là có liên quan như thế nào thế kia cũng là tham gia vào khủng bố và sẽ bị thật là như cái việc này thì Bộ Công an đang làm một cái việc thay thế quốc hội. Đấy là không thuộc về chức năng của Bộ Công an, mà Bộ Công an chỉ có việc phải căn cứ vào những cái quy định pháp luật tạo ra sự hài hước mà thôi. Thì không thể nói là cái chuyện rằng là luật pháp không thể nói cái chuyện là nó chơi với nhau như thế được. Mà tôi chỉ thấy rằng là nhà nước khủng bố là chính. Nói về nguyên nhân của bản thông báo bất thường này từ Bộ Công an, Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam cho biết. Chứ ai ở trong đất nước hay ngoài đất nước này, thì kể cả người Việt Nam đang sống trong quốc nội,
những người đấu tranh cho công lý và sự thật, những người làm cho người khác thấy được sự thật đều là kẻ thù của chế độ này cả. Còn cái việc mà Việt Tân người ta bảo rằng là kích động để chúng tôi làm việc như vậy, quả thật tôi là một con người có hiểu biết, ai có thể kích động được tôi cả, dù là Việt Tân hay Việt Cộng cũng không thể kích động được tôi. Nếu tôi thấy điều đúng thì tôi làm, còn tôi thấy điều sai thì tôi sẽ không làm. Trả lời câu hỏi, bản thông báo nói trên của Bộ Công an có gây ra sự lo ngại hay sự sợ hãi đối với bà con giáo dân hay không? Linh mục Đặng Hiếu Nam nhận định. Chắc chắn họ cũng có những cái dao động. Dạ. Nhưng mà những người đã biết, đã hiểu thì cái thông tin sai trái này, dạ, thông tin ngược chiều này thì sẽ trở thành một cái phản tác dụng, người ta sẽ phẫn nộ nhiều hơn. Dạ. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là trong một cái thông tin của Bộ Công an đưa ra hôm nay thì nó cũng sẽ tác động hai chiều như vậy. Thì có những người run sợ, có những người họ dao động và họ không dám tiếp tục con đường của mình. Nhưng cũng có những người sẽ trở thành, sẽ mạnh mẽ hơn. Nữ giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết. Dạ, theo nghe cái thông tin của cái Bộ Công an đem ra, người dân họ rất là bình thường, họ cũng rất là lý trí. Người nói ta nói rằng là chúng tôi chẳng cần ai xúi dục vào chuyện sống như con chúng tôi, thì chúng tôi chẳng sợ cái gì. Phân cái gì mà khi nào khi nước Việt Nam này, các cái ông trên kia, ông của bù lối cho đảng Việt Tân, các cha liên cô, các cha trong ngành, các ngài hướng dẫn thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo các cái cuộc biểu tình. Tôi không bỏ ra cuộc biểu tình nào, bởi vì tôi đòi quyền lợi cho tôi, cho con cô, cho cháu của tôi. Bài Nước cờ sai lầm của Bộ Công an ở Hà Tĩnh, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đánh giá rằng ngay sau cuộc biểu tình đã khiến cho Formosa thất thủ hôm Chủ nhật vừa rồi. Bộ Công an đã có những động thái ứng phó đầu tiên. Một mặt họ tung các lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất và những toán an ninh dày dặn kinh nghiệm đến vung áng, quyết không để tái diễn tình trạng bị động như hôm vừa rồi. Mặt trận thứ hai, đường mở là truyền thông và lên cao trào bằng bản tin đặc biệt thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng cái thời chính quyền dùng biện pháp dọa dẫm để đè bẹp sự phản kháng của người dân đã qua rồi, vì người dân hôm nay đã tỉnh ngộ, ông chỉ rõ. Ngày xưa thì có thể là những cái đó làm người ta sợ hãi, rồi là người ta giảm sức đi hay thì khác rồi. Còn cái điều thứ hai nữa ấy, là anh chỉ có thể dọa những người mà khi người ta còn có khả năng sợ hãi thôi. Còn đối với những người dân ở Formosa chẳng hạn, bây giờ người ta nói đến mức độ không thể sống được, cùng không có chuyện gì người ta chết ấy. Cái sợ hãi, cái chết còn lớn hơn cái sợ hãi của những cái khủng. Cho nên cái dọa dẫm đấy là vô tác dụng, thậm chí là chỉ càng làm cho người ta căm ghét hơn một cái nhà nước mà đã đứng về cái kẻ tử thù của họ, cái phía cái người thủ phạm mà đầu độc họ, để nói trên cách khác. Nên tôi cho rằng là cái chuyện này thông báo kiểu hù dọa kiểu như thế thì đấy là trước đến giờ nhà nước cũng nói nhiều, với nói chi tiết thì chỉ là một cái cách. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định đã có bình luận rằng động thái này của Bộ Công an đã cho thấy thể chế nhà nước pháp quyền của Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng theo hướng độc đoán, tuyệt đối, bất chấp mọi chuẩn mực pháp lý tối thiểu mà các quốc gia thành Liên Hợp Quốc công nhận. Do được ban hành sai thẩm quyền nên tuyên bố và quy định dưới đây của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân thủ. Bộ Công an ra thông báo về Việt Tân. Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo về tổ chức Việt Tân, gọi đây là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau khi tóm tắt sơ lược về lịch sử của Việt Tân, thông báo của Bộ Công an nói Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị phía Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. Thông báo cũng cáo buộc Việt Tân đã thành lập đội sát thủ K9, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ. Ngoài ra, thông báo của Bộ Công an còn cảnh báo người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam. Hà Nội lâu nay vẫn cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau các vụ biểu tình, kích động gây rối tại Việt Nam. Gần đây, vụ Formosa gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung cũng bị cơ quan công an Việt Nam cho là Việt Tân đã lợi dụng sự việc này để kích động người dân biểu tình chống phá.
Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, được thành lập vào năm 1982 và người giữ chức vụ chủ tịch đảng lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương của Việt Tân là chấm dứt độc tài và canh tân đất nước bằng phương pháp đối đầu bất bạo động ngay tại Việt Nam. Việt Tân thách Hà Nội công bố trên truyền thông nhà nước toàn bộ các hoạt động của Việt Tân giúp cổ vũ cho tự do Internet, bảo vệ các nhân quyền căn bản để cho nhân dân Việt Nam quyết định xem Việt Tân có phải là một mối đe dọa hay không. Phản hồi của tổ chức chính trị có trụ sở đặt tại Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Công an Việt Nam ra thông báo gọi Việt Tân là một tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Thông cáo của Việt Tân gửi cho VOA Việt ngữ khẳng định Việt Tân là một tổ chức ủng hộ dân chủ, đang ra sức làm việc để đấu tranh cho lý tưởng công bằng xã hội và nhân quyền thông qua các phương tiện bất bạo động. Các thành viên của chúng tôi bên trong Việt Nam và trên khắp thế giới đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các giới chức dân cử và xã hội dân sự để nới rộng không gian chính trị cho người dân Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam đang lặp đi lặp lại những tuyên truyền vô căn cứ mà họ vẫn dùng để chống lại những tiếng nói ôn hòa. Bộ Công an Việt Nam tố cáo Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho các thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu, nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, v.v. và tiến hành các chiến dịch đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủng bố, nhưng đã bị Việt Nam ngăn chặn và vô hiệu hóa. Bộ này còn cảnh báo người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi giục người khác tham gia, tài trợ hay nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa huấn luyện do Việt Tân tổ chức sẽ bị cho là đồng phạm tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. Đáp lại, Việt Tân nói, nhà cầm quyền tại Hà Nội lo sợ phải đứng đầu với một nhóm đối lập có tổ chức nên tìm cách răn đe người Việt Nam không tham gia các hoạt động cổ suý cho chính trị ôn hòa.